chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Bởi hai ta là một mảnh ghép khúc tách rời, tâm đầu ý hợp. Đức Thịnh, Lâm Thị Dạ, chào mừng khán giả đang đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Anh Thịnh ơi, anh Thịnh ơi, bớt lại, em đừng có học đòi mấy đứa con gái đẹp bây giờ nha. Cứ hễ gặp mặt anh là cái đầu thiếu kiểm soát, thiếu kiềm chế. Bớt lại đi, làm gì hớn hở vậy? Không thích vậy. Ủa anh Thịnh ơi, em hớn hở vậy là tại vì em được quay trở lại với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp mùa mới. Đó là được gặp anh, đúng không? Là được gặp quý vị khán giả và các khách mời. Ủa vậy? Còn em cũng không quan tâm lắm cái chuyện được gặp anh đơn Thịnh. Em cứ tưởng mùa mới là sẽ đổi cho em MC nam khác chứ. Ờ, không có. Chương trình này được làm lại bởi vì khán giả yêu cầu là anh Đức Thịnh phải làm MC. Phải không? Ờ. Thôi bây giờ mình đừng có bàn tới cái chuyện nhan sắc của anh nữa anh Thịnh. Ủa mà cái tập này là nói về cái gì ta? Tập này là nói về tình yêu thế hệ trẻ. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh. Thoải mái. Đó là từ trước tới giờ anh có tráp ai chưa? Gì? Tráp là gì? Ý em muốn nói anh là tráp ai là sao? Ủa? Trời ơi anh Thịnh ơi, là sao ý? Em anh có người anh đàng hoàng mà em nói anh tráp ai là sao? Trời ơi anh có dấu hiệu của tuổi già rồi. Sao vậy? Em hỏi ở đây là anh có tráp ai chưa? Nữa hết táp tới tráp. Tráp là cái gì? Tráp nghĩa gì? Anh có cập nhật gì hết trơn á. Anh phải cập nhật với mấy bạn trẻ đi tráp. Nghĩa là đặt cái bẫy tình. À, tráp boy, tráp girl. À, cái này anh có biết là tráp boy, tráp girl, những người mà chuyên đi săn tình. Đúng rồi. Đặt một cái bẫy để người ta lọt vô chứ gì. Đúng rồi, kiểu dạng như là lừa tình đó. Không, anh là cái mẫu người rất là đàng hoàng chân chính. Chứ anh mà còn đặt bẫy người ta thì con nhiều mồi nó rớt vô bẫy lắm, em hiểu không? Nữa hả anh? Ừ, anh phải sống cho đàng hoàng tử tế để xứng đáng với cái gương mặt, cái dốc dáng của mình. Wow. Hiểu không? Ở dạo này ngôn ngữ với trẻ giờ có nhiều cái ngôn ngữ ngộ ha. Đó, cho nên là mình phải cập nhật liên tục để sau này con mình nói cái gì mình phải hiểu. À, không biết là cả tình yêu đối với họ thì như thế nào ha? Nó có nhiều cái khác tụi mình không ta? Em cũng tò mò không biết là Gen Z và các bạn trẻ thì khi yêu nhau như thế nào nhỉ? À, thưa các bạn, ngày hôm nay là có hai cặp đôi thuộc thế hệ trẻ, rất trẻ luôn. Và bây giờ Lâm Vĩ Dạ, Đức Thịnh xin mời mọi người hãy xem hai cặp đôi đó là những ai nhé. Xin mời cặp đôi đầu tiên, Lê Đức và Luna. Và cặp đôi thứ hai đó là Phong Cận và Sammy. Chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Rồi chào hai cặp đôi còn rất là trẻ trung ha. Các bạn có một vài phút để mà tự giới thiệu về bản thân và chia sẻ giao lưu với lại quý vị khán giả. Mời Lê Đức và Luna trước nha. Dạ, đầu tiên thì em xin được chào anh Đức Thịnh cũng như là chị Lâm Vĩ Dạ, cũng như là tất cả các khán giả đang xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Em là Lê Đức ạ. Em là Luna. Và chúng mình là Miuna. Cái gì? Miuna. Na là chữ viết tắt của Luna, còn Miu là nghệ danh của em. À, Miu là con mèo hả? Dạ, đúng rồi. Bên này là Miuna, còn em với anh là cái gì? Datu. Cái gì? Đức Thịnh. Datu. Là Lavida. Lavida. Vậy thì mình ghép lại là Thuda. Chào quý vị khán giả, mình là Datu. Xin chào quý vị khán giả, mình là Lavida. À, tụi mình ghép lại là Thuda. Yeah. Sao nó không ra gì trơn? Thế hệ khác nhau. Rất rõ luôn. Đây một thế hệ, còn đây một thế hệ nữa đó. Tới ba thế hệ trong đây lần nữa thiệt. Mời Phong Cận và Sammy. Dạ, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Em tên là Phong. Ở trên mạng mọi người hay gọi em là Phong Cận, bởi vì đơn giản là em bị cận à. Và em là một content creator, sáng tạo nội dung. Xin chào các bạn, mình là Sammy Đào. Hello mọi người. Tên nghe dễ thương là Sammy Đào.
Người ta là Sami Đào. Sami trái đào á chị, đây là Sami Đào ạ. À, Sami Đào. Còn Sami Đào là tụi mình nè. Tại vì mấy bạn trẻ nói chuyện nhanh quá, mình nghe không có kịp. Rồi, dạ. Rồi Phong Cận và Sami, các bạn quen nhau trong trường hợp như thế nào và quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, một cái cuộc tình cờ em đi chơi cùng với một người bạn thì bạn ấy đang quen một bạn là em của bạn này. À, dạ, cột treo. Dạ vâng, bạn ấy đi thăm người yêu cho nên là em cũng kiểu là hay là cho mình đi chung với. Vô tình ra hối thì em gặp được bạn Sami và thấy là bọn em thấy hợp nhau quá, bọn em quen nhau đến nay cũng đã được gần 5 năm rồi ạ. Wow. Lê Đức còn Luna. Dạ. Ai là người tấn công ai trước nè? Em ạ, Hằng là người đầu tiên em gặp khi mà em chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và làm việc. Người đầu tiên em gặp và em chồng si bạn này được 3 năm hơn. Trong 3 năm đấy thì em cũng đã tấn công cũng như là ngỏ lời, nhưng mà bạn không đồng ý. Nhưng mà làm sao mà mình chịu thua được, đúng không chị? Thế nên là em lại quyết tâm lại một lần nữa thì may mắn bây giờ ngồi đây cùng mẹ em rồi. Giờ anh muốn lắng nghe tụi em thử đánh giá cái tình yêu của ba mẹ hay là thế hệ trước của mình á. Dạ. Thì có khác gì tình yêu của tụi mình hay không? Em cảm thấy thích tình yêu của ba mẹ em ở thế hệ trước hơn. Bởi vì em cảm thấy nó mộc mạc, nó đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Bây giờ thì chỉ cần là chúng ta hợp nhau thì chúng ta có thể tìm hiểu. Ngày xưa thế hệ trước thì em nghĩ là nó sẽ khó hơn. Nó không có được sử dụng internet như bây giờ thì sẽ khó hơn. Và thực sự là em rất là ngưỡng mộ cái tình yêu của ba mẹ em. Em thì cũng giống như Phong vậy đó. Bây giờ tại vì dễ yêu, dễ đến nên cũng sẽ rất là dễ đi. Nên là với hiện tại để nói về tình yêu giữa trẻ thì làm một cái gì đó rất là lùm xùm, rất là rối. Em cũng biết giải thích sao. Vậy thôi, em chỉ nói là tình yêu hồi xưa là rất là mộc mạc, dễ thương, love you. Tôi còn hai đứa có thấy là cái tình yêu hiện giờ của giới trẻ bây giờ nó khác xa lắm không? Có, với em thì tình yêu của tụi em nó giống như kiểu là một cái gì đó sơ khai trong tình yêu thôi. Còn tình yêu của bố mẹ nó là một cái phát triển hơn rất là dài rồi. Em có được nghe mẹ em nói với em một câu là đến cái tuổi của bố mẹ rồi, có thể nó hết tình rồi nhưng mà còn nghĩa. Cái chữ nghĩa nó nặng hơn cái chữ tình rất là nhiều. Còn bọn em thì nó vẫn chỉ là cái tình là chính thôi. Cảm giác. Dạ đúng rồi, nó chỉ là cái cảm xúc thôi. Cái thời điểm nó tạo nên cảm xúc, cái thời điểm đấy bọn em cảm thấy bọn em thật sự rất là yêu nhau, muốn dành hết trọn đời cho nhau thì bọn em đến với nhau. Nhưng mà còn cái nghĩa của bố mẹ thì chắc là còn phải nhiều thời gian lắm bọn em mới chạm được đến. Cái mà anh thấy rõ nhất là ngày xưa người ta chia tay nhau đó, đó là một cái sự kiện rất lớn, trọng đại trong cuộc đời đó. Dằn vặt bao nhiêu lá thư đồ. Nói qua nói lại xong rồi dây dứt lắm, bao nhiêu nước mắt mà nói. Bây giờ có thể cái rụm cái nhắn tin cái là xong. Cái thu giờ chỉ cần lóc nhau là xong. Đúng rồi. Unfollow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình ha. Chương trình có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để đo độ tâm đồng của các cặp đôi. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số đáp án trùng khớp với nhau nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai chàng trai. Hai cô gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai chàng trai đây sẽ trả lời 3 câu hỏi cho chương trình. Sau đó hai cô gái quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp mang về 5 điểm. Xin mời hai cô gái vào trong phòng chờ. Là theo tụi em á, một cái điều gì là quan trọng nhất trong tình yêu? Cái điều quan trọng nhất đối với bọn em á, đó chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Sau một cái khoảng thời gian dài bọn em ở bên cạnh nhau thì dần rồi bọn em sẽ không còn gọi là phải lo đến cái vấn đề là đi đâu là phải chụp ảnh hay là gì cả. Mà chỉ đơn giản là hai chúng ta là luôn tin tưởng nhau là được. Thế còn Đức thì sao? Chỉ cần là đúng người thôi thì như nào cũng được. Vì đó là em á. À, vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, chỉ cần vì đó là em thôi. Rồi, đúng. Thế mỗi một người có một quan điểm. Đúng rồi. Với cái là bậc cha chú như anh thì anh đề cao vấn đề gì trong tình yêu? Anh nghĩ là đề cao ở chỗ là tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau. Tôn trọng nhau đây nó bao hàm rất nhiều thứ. Cái gì chồng mình hạnh phúc, cái gì vợ mình cảm thấy hạnh phúc, đừng có tước mất cái điều đó. Tôn trọng cái sở thích cá nhân của nhau, tôn trọng cái quyền tự do của nhau.
Thường thì người ta thiếu cái gì người ta hay đề cao cái đó. Thiếu cái gì người ta hay đề cao cái đó. Người ta hy vọng vào cái gì nhiều. Tự do. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên nha. Dạ. Câu số 1. Tình huống nào khiến bạn gái ngay lập tức trở thành thám tử? Thám tử à, có nghĩa là một cái tin nhắn, một cái thả tim, một cái thả tim, đúng rồi. Hoặc là một cái mùi hương lạ lạ ở trên áo của mình, một sợi tóc, một dấu sót, một cái tình huống nào. Ủa, tại sao trong túi quần ảnh có hai cái cùi vé xem phim? Trời đúng ơi, mà còn đi với mình đâu. Anh nói một cái thôi là cũng đã đủ hỏi rồi, chứ đừng có hai cái. Đúng rồi. Rồi, theo các bạn, tình huống nào thì bạn gái của các bạn á nha sẽ trở thành thám tử? Mời Đức. Phải công nhận một điều là phụ nữ có một cái giác quan rất là đáng gờm. Em đã từng thử lừa cô ấy một vài lần nhưng mà không thể nào mà vượt qua được. Chắc lừa thiệt chứ thử gì. Nó là một tình huống như này. Bọn em thì ở chung một cái chung cư với nhau. Nên là thi thoảng vào ngày cuối tuần thì Hằng hay sang nấu cơm để cho bọn em cùng ăn với nhau. Một cái cảnh tượng rất là hạnh phúc. Em thì nấu cơm và em ở trong để em chơi game. Trời ơi, quá hạnh phúc thật sự. Game thì nó hay có sự kiện mà chị. Và mỗi lần sự kiện thì mình con trai mình cũng thích một cái thắng thua, nên là em cũng có nạp một chút để vào cái game đó. Nhưng mà Hằng thì lại không hề đồng ý em vào cái việc đó. Hằng lúc nào cũng muốn hai đứa vun vén để có thể có được tài chính để sau này có được một cái đám cưới với nhau. Thì xong rồi em vừa mới rút cái điện thoại là em quét cái mã QR Pay, xong rồi em bị bước vào phòng. Em bị chột dạ, xong rồi em tắt cái điện thoại, đập cái điện thoại xuống bàn luôn. Thế rồi em đi vào, em bị anh vừa làm gì đấy. Mặt em đúng kiểu bị xịt keo luôn á, em không biết phải nói cái gì luôn, em cứng ở họng luôn. Anh đưa điện thoại để em xem đã. Ôi chết rồi. Đây là mở ra thấy đúng cái thanh toán của ngân hàng vừa thanh toán xong. Vậy đáp án của Đức là khi mà mình lén lút giấu người yêu nạp tiền vào trò chơi điện tử. Trời đất, là trở thành thám tử ngay. Thám tử là điều tra coi nhiêu tiền đó. Đúng rồi. Còn em thì hiện tại dường như là bọn em không có, bởi vì bọn em đã quá tin tưởng lẫn nhau rồi. Wow. Dạ, nếu như mà để nói thì em nghĩ rằng là nó là một cái sự kiện cũng khá là lâu rồi. Là lúc mà em đi học thì em có một người bạn thân và bạn ấy là một bạn nữ. Và em có hứa với bạn ấy là nếu như bạn đậu được tốt nghiệp thì mình sẽ tặng cho bạn một cây son. Và cây son đó em nhớ là giá của nó cũng tầm 1 triệu mấy thì vậy. Và thời điểm đó thì bạn ấy đậu tốt nghiệp thật, lúc đó cũng còn đi học cho nên là chưa có tiền. Đến mãi khi mà em gặp được bạn gái của em, vô tình cái bạn nữ kia, bạn ấy lại Nhắc lại lời hứa năm xưa. Vừa gặp bạn ấy thì em chợt nhớ ra là hình như lúc trước mình có hứa với bạn ấy là mình sẽ tặng cho bạn ấy một cây son. Là em chủ động nhớ. Dạ, tất nhiên là em không thể nào em lén lút em tặng cho bạn ấy cây son rồi, mà em phải nói với bạn gái em. Thế là bạn gái em nó gọi là rất là giận. Bạn ấy em bảo là em không biết sao nhưng mà tự nhiên anh làm vậy nó giống như là anh đang chủ động, như là thích người ta hay là gì đó, phải không, kiểu kiểu vậy. Và thế là bạn gái em liền, thật ra cũng không làm gì cả, chỉ là để xem mặt, không xin bằng em. Thôi trời, anh tặng đi. Thằng bé thật là dại dột. Thật là dại dột, đừng bao giờ khai ra bất cứ chuyện gì hết. Cái câu trả lời của em là chắc là những tin nhắn lạ. Tại vì là em gặp lại bạn ấy cũng vô tình là bọn em comment một cái ảnh của một cái ảnh cũ, ảnh hợp lớp ngày xưa. Thì vô tình thấy nhau thì nhắn tin cho nhau, chào bạn nhớ mình không? Dạ kiểu vậy. Những cái tin nhắn lạ sẽ khiến cho bạn gái em trở thành thám tử. Dạ vâng, đúng. Hai bạn có thích sự lãng mạn trong tình yêu không? Có chứ ạ. Theo em thì một cái hành động nào sẽ cho là lãng mạn ở giới trẻ tụi em bây giờ? Em nghĩ là một hành động bất ngờ, nếu mà có kèm thêm những cái hành động nhỏ nhặt quan tâm nữa thì nó cũng là một cái cử chỉ lãng mạn rất là gentleman. Đối với em, cái sự lãng mạn nó chỉ đơn giản là những cái sự quan tâm đối với nhau thôi. Ví dụ như là bạn ấy bị bệnh hay là em bị bệnh, chỉ cần mẹ nấu một bát cháo thôi, nó có một cái gì rất là lãng mạn rồi. Dạ. Còn như thời của mình là viết thư hả anh? Thời của mình thật ra là sến hơn. Đây cái lời tỏ tình mà chính thức mà cô Thúy nhận lời đó là lên một cái sân khấu cầm cái đàn guitar và hát nha. Là cực kỳ sến luôn. Lãng mạn quá. Cô nói đúng, cô nói là đó là lúc mà em chọn anh. Bây giờ lấy cái đàn ra thì sao? Anh không ngủ để cho người ta ngủ. Không ngủ để cho người ta ngủ. Câu hỏi số 2. Bạn làm gì khi người yêu mình khóc? Mỗi lần vợ anh khóc là tiền nè em. Đó. Cụ thể. Thôi cũng vậy.
Nghĩa là em sẽ chuyển từ nước mắt đau khổ thành hạnh phúc. Vẫn khóc nhưng mà khóc hạnh phúc. Tammy là một người rất là đơn giản luôn. Em là sẽ làm gì? Em sẽ kiểu em ăn gì không? Em đặt đồ ăn vậy cho em ăn nha. Xong rồi dọn dẹp phòng giúp. Rồi sau đó là đưa đi chơi. Đang khóc bù lu bù loa làm gì cái nín liền. Dỗ dành ạ. Dỗ dành. Dỗ dành. Dỗ dành và mình pha trò cho bạn gái của mình vui. Dỗ dành gọi và pha trò. Dỗ dành và pha trò. Dạ vâng. Thế còn người yêu em khóc. Còn em thì nhậu ạ. Là nhậu. Em rủ người yêu nhậu. Đúng rồi, hai đứa em nhậu. Thật ra bọn em nhậu. Bọn em không có uống bia, thật sự. Nhậu là cách nói thôi. Dạ đúng rồi, nhậu chỉ là một cách tâm để, sự. Đúng, chính xác. Một cách để bọn em bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau thôi. Chia sẻ thôi. Rất là rõ ràng. Mỗi lần mà anh thấy vợ anh khóc á, là anh bị mất bình tĩnh nha. Ví dụ như có một cái trường hợp nào đó mà ai đó tấn công tinh thần và vợ anh khóc. Dạ yeah. Thì bắt đầu anh lại mất bình tĩnh. Tự nhiên cái máu mình nó nổi lên. Và anh muốn truy cho bằng được ai. Sau này anh phải tập control là cái đó. Mỗi lần em thấy người yêu em khóc là sợ là ở bên ngoài bị người ta dạ, ăn hiếp. Đúng rồi, còn chính chồng xác. Chị thì lại sợ chị ăn hiếp người ta. Chị ăn hiếp người ta. Câu hỏi số 3 nha. Việc gì cô ấy có thể tự làm nhưng vẫn phát tín hiệu SOS với đối phương? Em thì chắc là việc gì cũng nhờ. Em chắc là việc gì cũng nhờ. Em ở chung với bạn gái của em ở trong một cái gaming house. Và cái gaming house đó có 4 tầng. Và em ở tầng 4, còn bạn ấy ở tầng 2. Khi mà bạn ấy cần xuống bếp để lấy nước hay gì, mẹ chỉ cần đi xuống một tầng thôi. Nhưng mà không. Alo, anh hả? Lấy nước giúp em với. Anh ơi, nhận hàng giúp em với. Tự nhiên em thèm này của anh mua giúp em với. Hoặc là kể cả cái việc mà lấy điện thoại lên đặt đồ ăn thôi, cũng phải là em đặt. Bạn gái em không đặt luôn. Và thực sự là nhiều lúc em cũng hỏi là ủa tại sao có những cái việc nó đơn giản như thế mà em không làm. Tính toán quá à. Hết thương em rồi đúng không? Trời tính toán, trời. Là... tính toán so đo. Như vậy là tính toán rồi đó. Yêu mà nhờ đặt đồ ăn có cái không đặt giúp luôn. Trời ơi. Là em xác định là thôi từ đây đến cuối đời cái gì mình cũng phải làm thôi. Thì đáp án của em là tất cả mọi tất việc cả mọi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi việc. Tất cả mọi việc. Tất cả mọi việc luôn á. Em cũng vậy. Tất cả mọi việc luôn em, hả? Dạ, thật ra thì em thích như vậy. À. Trời ơi. Giờ mình không làm thằng khác làm sao? Đúng. Mình không làm thằng khác làm thôi. Anh thấy cái suy nghĩ của hai thế hệ khác nhau chưa? Mấy đứa bị dụ rồi. Non lắm. Trời ơi, non. Còn như lứa tụi chị khổ lắm. Là phải làm hết em ơi. Đâu có dám nhờ giả gì. Thử nhờ coi. Em hiểu cái chữ nhờ giả không? Là nhờ một cái là ăn giả đó. Khổ lắm. Rồi, cả hai em đều trùng đáp án đúng không? Dạ. Dạ vâng ạ. Tất cả mọi thứ. Dạ. Vâng, chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi ở vòng 1 này cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu. Trời ơi. Anh Tình bữa nay em cũng ra giống vậy. Anh sức khỏe anh không có khỏe lắm. Từ nãy giờ thì thông qua hai bạn trai thì cũng biết sơ sơ cái mối tình của các bạn, hiểu không? À, cái gì mà chưa gì mà lý thấy người ta. Có cái huệ chí mà la rồi hè. Gì lắm. Câu hỏi đầu tiên ha. Tình huống nào khiến bạn ngay lập tức trở thành thám tử? Mỗi khi mà em nhìn anh Đức mà em muốn điều tra cái em sự nhận ra một cái thứ gì nó không ổn á. Là anh ấy giấu em nạp game. Vậy hả? Anh Vụng mà chưa biết chủ mép thì anh chưa kịp chủ một cái thì em lỡ liếc vào một cái thì kiểu như diễn nét là chị keo ạ. Thì biết giờ làm sao giờ đang lỡ rồi chưa có kịp đóng lại. Thế là em nhìn thấy em hỏi một phát là chỉ có anh nạp một lần thôi. Chứ lúc đấy là không chối được rồi, chối được chết với em. Chối được chết với em. Vậy em chốt đáp án là giấu em nạp điện thoại. Ngoài đất sao đáp án. Đây cho em tự xem. Tự xem. 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3 Ui. Hay thế nhỉ, dữ tợ. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Đội người ta có điểm rồi kìa. Thôi hơi sợ nha, nhưng mà em nghĩ em sẽ hiểu ổng. Cái mà em nghĩ ổng giấu duy nhất giống bên này nè, y chang luôn. Giấu luôn y chang. Là game. Hay quá luôn. Sao ổn không con trai?
Em nói thật luôn, ông giấu cái gì chứ, cái đó nhìn dễ lắm, cái mặt mà đơ đơ đó. Ủa Phong làm gì vậy? Không gì. Trời đất ơi. Mà cái máy chơi game kẹp vô nách chứ, và cái gì máy chơi game đâu có nhỏ mà, người nó bự như này, kẹp vô cái nách cái trời thấy lấy luôn á. Mong già bồn chi vậy? Rồi mình chốt đáp án chưa? Nạp tiền vô game luôn. Mời cho đáp án. Làm ơn đi. Trời ơi trời, tôi rành ông quá mà. Dạ. Dạ nhưng mà em nghĩ em sẽ hiểu ổng. Nani. Cái gì vậy? Tin nhắn lạ trên mạng xã hội. Có hả? Có. À giờ mới lòi ra này. Trời ơi là tin nhắn này. Không, không nhớ cây son hả? À, nó là một chuyện nhỏ mà. Chuyện nhỏ nhưng mà giận tận 3 tháng. Nhưng mà cái này giận hơn. Và với đáp án không trùng khớp này thì các bạn đã không mang điểm về cho mình. Rất là tiếc. Tuyệt vời. Sammy, tóm lại là cái việc không trùng khớp này là lỗi tại ai? Em nghĩ là do ổng. Mọi thứ xảy ra trên thế giới này là do ổng. Trời ơi. Ok, không sao cả. Đàn ông con trai phải chấp nhận những điều đó. Làm đúng quen rồi. Dần đi. Đúng rồi, tập làm quen dần đi. Hay bạn gái có cái kiểu giận nào mà nó điển hình không? À, em là im lặng. Mặt để trạng thái bình thường thôi ạ. Là biết có vấn đề rồi ạ. Thế còn Sammy? Em đơn giản liếc thôi. Rồi ngược lại thì hai bạn trai có được quyền bộc lộ những cái cơn thịnh nộ của mình không? Thật sự em giận xấu tính lắm. Xấu tính là làm cái gì? Khi mà bọn em có một cái vấn đề gì đấy tranh luận với nhau chẳng hạn, em rất cố gắng để có thể giải thích được cho Hằng hiểu. Nhưng mà lúc đấy Hằng cũng có những cái quan điểm của Hằng. Lúc đấy mình khó chịu quá, mình không làm được gì. Nên là em cứ hay tự đánh bản thân mình ấy chị. Trời ơi. Thật sự em ngại nói bởi vì là nó xấu tính thật. Bản thân mình. Thật sự là nó xấu tính thật. Đánh vào người mình không, mà mình tự nhiên cảm giác cái đau nó sẽ lớn hơn là cái tức ấy chị. Ừ. Bắt đầu nó át đát lại. Anh cũng có những lúc như vậy. Giận quá anh phải đi tìm cà phê. Con trai lớn của anh đi 15 tuổi chia sẻ. Con thấy ông mẹ con vậy đó. Mà nó nói vậy, cái cà phê nói lại là đàn ông phải tự giải quyết chuyện của mình. Hiểu không? Rất rõ ràng. Anh sau đó anh đi nói chuyện với cái bóng của anh. Vợ mình chửi mình hoài vậy, mình có làm gì đâu. Tâm tại sao vậy? Mình có làm gì nên tội đâu mà vợ cứ chửi mắng mình suốt ngày vậy. Mình chỉ đi ra uống cà phê với kịch bản rồi về nhà ăn cơm thôi, vậy mà cũng chửi mình nữa. Sao vậy? Em sẽ tiếp thu cái suy nghĩ này. Ê còn em. Em rất là hay to tiếng bạn ấy. To tiếng sao? Ví dụ bạn ấy mặc một cái váy quá ngắn đi, em cũng sẽ giận bạn. Anh đã bảo là không có được mặc cái váy ngắn như thế mà. Cái đó là giận rồi đó hả? Dạ. Anh đã bảo rồi, em không mặc không được mặc cái váy này. Dạ em dạ giận lắm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ dạ, em gửi gắm cho hai đứa con em nữa. Hai năm bây giờ thì khác ở chỗ là giận lên thì em sẽ không nói gì nữa, mà em chỉ cần là đóng cửa phòng lại, ngồi trong phòng chơi game. Anh và em tôi nói mà tôi nói chỉ cái bóng, còn để đóng cửa phòng lại chơi điện tử. Dạ. Nói nhìn lại nha, tổng kết lại anh thấy anh ngầu nhất. Tự nhiên em đây, thấy bên đây. Tự nhiên thấy em nể anh liền luôn á. Bên đây nóng giận là tự đánh vô người. Bên đây nóng giận vô đóng mở cửa phòng vô chơi điện tử. Còn tôi chửi vô cái bóng của tôi. Dù sao tôi cũng có chửi. Quay đi chơi. Thấy không? Anh ngầu nhất. Còn chồng em là nói chuyện với con cá. Trời ơi, nghĩ là chịu nổi không? Vậy luôn á hả? Là mày chịu được không cá? Mà có gì cá bả ra kìa. Đừng có nói gì nha. Rồi, bây giờ là câu hỏi chính thức tiếp theo. Người yêu sẽ làm gì khi thấy bạn khóc? Mời Sammy. Em chưa khóc đâu, em miếu thôi. Em chỉ cần như này nè. Lỗng như kiểu ôi trời ơi sao buồn nhớ. Sao khóc rồi. Ôi sao đừng. Đó em chỉ cần như cái trường vậy thôi. Đó là ông sẽ từ bắt đầu ông xin lỗi em liền. Rồi vậy em chọn đáp án là gì? Khi mà khóc thì vũ dành. Trời ơi, ông sẽ vũ dành liền luôn. Rồi này, mời đáp án. Cái này ông đấm không đúng. Chỉ là không dám mở luôn. Phải đưa cho bạn gái mở. Nãy giờ có ai dám tự mở đáp án đâu. Còn thiếu nha. Giữ dành cho ba trò, đúng rồi. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm. Hay quá ta. Mời Luna. Dạ, em thì hai đứa sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Và ông này ông không có nhậu được, nhưng mà có chuyện gì cái là rủ em nhậu ngay. Nhậu và tâm sự. Em chọn mà, chọn đi. Không. Em chọn mà. Được không? Đấy không?
Phải không? Phải không? Trời ơi, sợ lắm. Em mà trả lời sai là do anh ấy nha. Ủa? Không, mình chịu đi, mình chấp nhận. Tất cả là do anh. Chị phải anh nhớ định, vậy. Tự nhiên em cảm giác giống như là đời em ăn mặn, đời con em khát nước vậy. Em lo chưa? Em lo lắng chưa? Em lo. Mặn trai nhờ nước mẹ nữa. Chắc về em sẽ coi lại cái đúng thái rồi. Độ của em dành cho chồng. Những cái gì mà chú Đạt đang gánh chịu bởi em là cái như con em mốt gánh đó. Trời ơi. Mời các em. Chúc các bạn dạ. Nhậu và tâm sự ạ. Nhậu và tâm sự. Rồi, dạ. Mời Đức so đáp án. Ta-da. Wow. Hơn mọi người spoil luôn kìa. Tâm sự cùng nhau. Chúc mừng các bạn cũng đã mang về cho mình 5 điểm. Nhìn thì có thể đoán được là chúng mình ở đây là có 3 thế hệ nữa. Mỗi thế hệ là cách nhau ít nhất là 10-12 tuổi đúng không? Dạ. Ờ thì tụi em là sinh năm bao nhiêu? Dạ, bọn em 2K1, 2001. Năm nay bọn em 22 tuổi ạ. À, 2001. Bọn em thì còn lớn hơn một chút. Hằng thì là năm nay là 26 tuổi. Bọn em thì là 28 tuổi. Rồi. Nói chung là đó, bánh mì một bên rồi cà phê. Câu hỏi số 3. Việc gì bạn có thể tự làm nhưng vẫn phát tín hiệu SOS với đối phương? Chắc là cái này em tự tin nhất. Em trả lời đúng chắc chắn luôn. Đó là nhờ đi lấy đồ. Chỉ cần là em nằm xuống cái món đồ nó gần đây thôi. Vì em đang nằm như này nè. Ông ơi, lấy đồ giùm với. Ôi vội không có được. Chỉ có nhờ lấy đồ thôi. Lấy nhanh. Rồi ok, bắt đầu ăn. Ông ơi, để bàn với. Đồ kia có cái đồ kìa, lấy. Đó, đúng rồi. Bánh mì. Ở nhà mẹ nhờ con. Mẹ năn nỉ lên xuống. Con không làm. Đúng rồi. Vậy mà có cái con nhỏ nào đó ở đâu tới nó kêu con. Sai. Làm gì ở nhà nhờ chút xíu sợ nó nổi tay đâu có dám nhờ. Bây thôi tiếp đi. Nói chung là em bị lại sẽ nhờ vặt sai vặt ổng. Nhìn mệt đứt ruột thiệt chứ. Rồi thế còn Luna. Dạ em thì em nghĩ là chắc tất cả ấy ạ. Công nhận không có anh không làm được một cái gì cả. Chốt đáp án chưa? Tất cả. Rồi mời hai bạn trai so đáp án. Trời cùng ơi lúc. Nữa lên. Tất cả mọi người. Với đáp án trùng khớp này, tôi xin chúc mừng hai cặp đôi đã mang về cho mình mỗi đội thêm 5 điểm. Vòng 1 đã kết thúc. Cặp đôi Lê Đức và Luna tạm dẫn trước với số điểm là 15. Tôi hy vọng ở vòng 2 này các anh sẽ... Đúng vậy, phải vùng lên một chút chứ, đúng không anh Thịnh? Đúng rồi. Và trước khi đến với vòng 2 là vài phút dành cho giải lao. Quý vị đừng chuyển kênh nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vậy hãy ta là một mấy ghép phút tách rời, tâm đầu ý hợp. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vậy hãy ta là một mấy ghép phút tách rời, tâm đầu ý hợp. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Ở vòng 2 này sẽ là sân chơi dành cho hai cô gái. Hai chàng trai sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai cô gái ở đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ MC. Sau đó thì hai chàng trai quay trở lại so sánh đáp án với bạn gái của mình. Đáp án trùng khớp mang về cho nhà mình 10 điểm. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai vào trong. Hồi nãy giờ mình nói chuyện vui vui về cái chuyện mà ăn hiếp bạn trai của mình á. Bây giờ mình nói cách nghiêm túc là các bạn có thật sự hỗ trợ cho cái sự nghiệp của cái người bạn trai của mình? Dạ, em với anh Đức thì làm chung người với nhau. Em thì lúc nào cũng hỗ trợ cho anh mỗi khi mà có vấn đề gì trong công việc. Anh bị suy nghĩ này, bị stress này, thì em sẽ là nơi đầu tiên để anh có thể tâm sự, nói chuyện. Em và Phong là ở trong một team, hero team. Đó là tụi em làm chung với nhau luôn. Và tụi em làm chung công ty.
bay cùng nhau nên là việc hỗ trợ là hầu như phải có luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Mời Lâm Vy Dạ. Câu hỏi số 1: hành động nào của anh ấy bạn thấy chướng nhưng vẫn thương? Là mỗi lần có vấn đề gì áp lực quá hay là nóng nảy quá hay là cãi vã thì anh hay tự làm bản thân mình đau á. Em cũng có một vài lần nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó rồi. Mình cũng phải từ từ cho người ta thời gian để có thể thay đổi. Mình chốt đáp án luôn không? Dạ, đúng rồi, em chốt đáp án á. Là tự làm đau bản thân. Mà kiểu thấy chướng nhưng vẫn thương. Rồi, xem mi đào. Em nghĩ là cái ăn. Ăn. Đúng rồi, ông ăn rất nhiều. Thà ông ăn như người bình thường thì ông nói ông ăn mà sáng ăn gọi là gì ta, bún bò, giò heo, rồi gì ta, phở, rồi cơm tấm, sườn bị chả rồi ăn. Em lo lắng cho sức khỏe ông, ông cứ ăn đêm hoài à. Lấy là ông bự phì ra xong rồi. Đến lúc tham gia chương trình này á, xong ông bảo tôi sẽ nhịn ăn 3 ngày để ốm lên chương trình cho đẹp. Rồi có ốm không? Có. Mấy ký luôn, là sụt xuống 1 ký. Rồi xong bảo là bà nhớ bí mật nha. Giờ em bí mật xíu xíu thôi, mọi người đừng ai nói nha. Đúng rồi, cả nước ta biết thôi. Đó, phát hiện. Nhưng mà thấy thương, tại vì ông làm đêm, ông làm rất là khuya. Ông ăn xong, ông tập cái dục, ông ngồi á. Nên là ông bự lên, xong ông khóc nữa cơ. Trời ơi, ông ăn xong, ông mập ra, xong ông nói mấy câu dễ thương lắm. Ô, tôi mà béo lên bà có bỏ tôi không? Đó. Như vậy bên em là chốt đáp án là ăn uống không hợp lý. Ăn uống không hợp lý là tế nhị đó, là ăn nhiều đó. Rồi câu hỏi số 2 ha. Nếu có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, bạn sẽ đưa anh ấy đi đâu ngay và luôn? Em thì chắc em sẽ chọn đáp án là về Hà Nội. Hà Nội. Bây giờ mở cánh cửa ra là về Hà Nội ngay lập tức. Tại vì thời gian vừa rồi gia đình anh cũng có một vài vấn đề về sức khỏe của bà ấy ạ. Nhưng mà công việc thì lại không cho phép có thời gian để có thể về. Nên là em nghĩ bây giờ mà có cánh cửa Doraemon thì bọn em sẽ bước qua và về ngay Hà Nội ngay. Dạ. Đáp án không? Hà Nội ạ. Đi Hà Nội. Rồi Sammy Đào. Với Phong Cận thì em nghĩ là ổng có nhắc nhẹ một cái thôi, đấy là ổng muốn đi đến Thái Lan. Tại lúc trước tụi em có đi kỷ niệm 4 năm ở Thái Lan, ổng rất là thích. Nên là em nghĩ là chắc là ổng sẽ thích đi Thái Lan một lần nữa. Thái Lan. Thái Lan đó. Và đây là câu hỏi cuối cùng ha. Điểm nào mà anh ấy xứng đáng trở thành người chồng của bạn trong tương lai? Im một chút đi. Ok. Khó quá. Không phải chị đã suy nghĩ để lựa chọn. Câu này chắc là em dễ hơn rồi. Tại vì nếu mà nói Phong thì em nghĩ là chịu khó, chịu nghe và rất là chiều. Chiều bạn gái. Chịu lắng nghe và thay đổi. Đúng rồi. Rất là chịu khó luôn. Đó. Vậy em cho đáp án là lắng nghe và chịu khó thay đổi. Còn em thì là chăm sóc gia đình ạ. Chu đáo. Dạ đúng rồi, tại vì em thấy anh rất là để ý là em thiếu cái gì, rồi sau này gia đình mình sẽ ra sao, để có thể từ bây giờ để có thể chuẩn bị được tốt cho cái gia đình nhỏ sau này. Vậy thì em cho đáp án là chăm sóc gia đình chu đáo. Dạ vâng, chăm sóc gia đình chu đáo á. Chúng ta đã trải qua 3 câu hỏi cùng với hai cô gái. Bây giờ thì xin mời hai chàng trai quay trở lại sân khấu. Tâm đầu ý hợp. Bánh mì với cà phê quay lại rồi. Mẹ và chú lo lắm. Vô luôn câu hỏi cho nó nóng hả anh Tịnh hả? À, vô luôn câu hỏi đi cho nó nóng. Câu hỏi số 1 như sau. Liệu mà trả lời cho đi. Không sao. Trời ơi, nhẹ nhàng. Không sao. Thương mà. Hành động nào của bạn cô ấy thấy chướng nhưng vẫn thương? Nhiều lắm ạ. Em nghĩ chắc là nó sẽ là do cái tính hơi lề mề của em. Tính nó làm sao thương được. Cái gì khác nữa. Em biết gì đâu. Tự đoán đi tao mới thích. Hành động nào chưa. Hành động nào. À, có thể là do em quá là tử tế với tất cả mọi người. Trướng thật đấy. Trướng. Dạ. Tử tế với mỗi mình thôi. Tử tế với cả thế giới như thế là chướng đấy. Nhưng mà không thương đâu chị nhờ. À thế không thương à, đúng thương rồi. Sao mà thương điên tiết lên đấy. Em là em. Chết đi được đấy. Đúng rồi. Chết rồi tự nhiên lại bài cáo cho người xem lưng. Thôi nào chốt đi chứ. Rồi chốt nào. Chắc là cho em xin phép cái chốt cái
tử tế với tất cả mọi người. Tử tế với tất cả mọi người. Đó. Rồi, lật ra cái khác hoàn toàn để cho buồn cười lắm. Đưa tự xem đi, tương lai của anh đấy. Ôi trời ơi. Thăng đăng 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 thăng. Ôi, cứ à. Ôi à. Đức, quay xe. Quay xe nào. Nó giống như là cái thói quen của bản thân đấy. Biết là rất là xấu đấy, nhưng mà cố gắng thay đổi. Anh mà làm như vậy nè, cô Thúy lại đưa cái nồi á. Rất là tiếc, với đáp án đầu tiên thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Sai rồi. Phong con. Để coi có quay xe không. Nghĩ đi, hay là gói với cái mền đỏ đã xếp sẵn ở nhà rồi đó. em nghĩ là chắc là sẽ là kiểu em hay bị tự buồn á, sớm đầu là tự kiểu gọi là khép mình lại. Mẫn cảm. Dạ. Mẫn cảm hả? Tự buồn, dễ buồn lắm. Dạ dễ buồn. Đụng cái buồn. Dạ đúng rồi, nhiều khi bạn gái la cái là buồn. Rồi. Dễ bị buồn. Lẹ lên. Sao cái mặt không vui vậy? Khoan, từ từ đã, chốt đã mới được chốt mở đi. À dạ. Chướng nhưng vẫn thương. Chướng nhưng vẫn thương. Thôi chắc em quay xe là dù rất là nóng tính nhưng mà Sammy vẫn thương. Rồi, thương. Rồi dù dạ. Nóng tính. Dạ. Mời. Tao rồi, tao giống ăn rất là nhiều nhưng mà tôi vẫn thương ông, tôi lo sức khỏe cho ông đó. Sáng thì ăn phở, bún bò, cơm tấm, sườn mì chả một lượt. Ủa? Nói vậy luôn hả? Không mà bí mật em ơi. Nói mày đâu mà. Chương trình mà. Không, có dặn rồi. Dặn rồi. Dặn rồi là không có ai biết đâu. Đúng rồi, không ai biết đâu. Với lại đi quay chương trình này phải nhịn ăn 3 ngày. Thôi. Cánh cò lắm, cánh cò lắm, cánh cò lắm. Không ai biết đâu. Không, tại vì giảm được có cân. Đừng có nói là nhịn 3 ngày mà xuống được có 1 ký hả? 1 ký mà. Quá khổ thân. Đó, ta dặn bí mật rồi. Cắt giúp em cảnh đó nha. Đúng rồi. Cắt riêng đoạn đó, phát đi phát lại. Phát đi phát lại. Và với đáp án không trùng khớp này thì các bạn đã không mang điểm về cho mình. Rất tiếc. Không sao, mình vẫn còn 2 câu nữa. Dạ. Câu số 2 luôn. Nếu có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, cô ấy sẽ đưa bạn đi đâu ngay và liền? Thái Lan là nước em thích nhất, Hàn Quốc là nước em với bạn ấy sẽ sắp tới đi, Nhật Bản là nước ước mơ của em sẽ tới. Là cái nào ta? Ông nói đi, cho tôi tay này. Em nghĩ là Hàn Quốc. Hàn Quốc. Rồi mời em ra đáp án. Cái mặt vẫn buồn vậy. Anh nhìn thì đúng ấy. Ông bảo là trời ơi, tôi rất muốn quay lại Thái Lan, tại nơi đó kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Rất là tiếc, với đáp án không trùng khớp này thì các bạn không mang điểm về cho mình rồi. Rồi bên đây có đáp án chưa? Anh Đức ơi, nếu mà có sai, trả lời sai, nhà em vẫn còn dư cái mền với cái gói à. Ở trước cổng em cũng rộng lắm. Cách đây khoảng tầm hơn 1 năm thì em đã được sang Hàn Quốc và em làm thực tập sinh ở đó. Và em có một suy nghĩ là nếu mà có cơ hội em sẽ đưa Hằng sang, bởi vì là khi mà em ở bên đấy em chỉ nghĩ đến em thì thôi. Bây giờ cái phải cần tới, cái chỗ đó quan trọng lắm, phải tới. Anh ơi, tới trước cổng nhà em ngủ. À. Thôi em nghĩ là nếu mà bây giờ thì em nghĩ là chắc là em sẽ muốn về Hà Nội. Tại sao vậy, muốn về Hà Nội? Tại vì bà em đang bệnh. À. Từ nãy vừa ngồi đây mẹ vừa nhắn tin cho em là bà lại phải nhập viện rồi. À. Và đêm nay mẹ em lại tiếp tục phải trông bà. Vậy em có chốt đáp án là Hà Nội không? Chắc là nếu mà ngay bây giờ thì em xin chọn đáp án là Hà Nội. Rồi, chốt ngay và liền. Chốt chắc. Phương án cuối cùng là Hà Nội. Em thấy nhà em ở đâu nhỉ? Quận Bình Tân đúng không? Dạ vâng, Bình Tân ạ. Để tí còn biết về cả. Lấy em nhắn địa chỉ vào. Đây, 2, 3. Wow. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Quá tuyệt vời. Câu cuối cùng luôn. Điểm nào của bạn xứng đáng trở thành chồng cô ấy trong tương lai? Có tính ngoại hình không ạ? Tùy ý em là cô ấy muốn chọn em làm chồng bởi vì nhan sắc.
Dạ. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Dạ không ạ. Em nếu mà ngoại hình thì chắc là em không có gì để chấm rồi. À là mình bại liền á hả? Đúng rồi, mình phải vậy. Anh thấy không, người ta trẻ nhưng mà người ta rất là suy nghĩ, người ta rất là tinh tế và văn minh. Chứ không có như anh đâu anh Thịnh à. Ờ thôi anh Đức trả lời trước đi ạ. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Em không muốn nghe câu trả lời. Em nghĩ chắc là do em thương mọi người. Lại là thương mọi người. Dạ đúng rồi. Làm sao để làm một người chồng chứ không phải là... Chứ phải là một người anh xã hội. Đúng rồi, chứ không phải là tiêu chuẩn để làm sao lại yêu được người đấy. Ta chọn chồng cho họ mà, đâu phải chọn chồng cho thiên hạ đâu. Nếu mà để mà em nói là em có cái gì để tự tin mà làm chồng của Hằng thì em nói thẳng luôn là em chẳng có gì cả. Vậy hả? Trời ơi, em không tự tin vào em thì làm sao người ta dám tin mà người ta lấy em. Tính cách anh ạ. Thôi bớt nhắc đi, lo mình đi. Thôi em đang nghĩ. Trả lời sai mà thích trả lời hoài quá. Sương Rồng ơi, là cái gì thế? Trời ơi, nói chuyện với Sương Rồng luôn rồi kìa. Đó, triệu chứng. Triệu chứng. Rồi. Đó, chắc là tại vì em thương em bị... Em chọn phương án cuối cùng là em thương em. Được xong rồi. Rồi, mời em. Chăm sóc cho mình vậy. Rất là tiếc với câu hỏi cuối cùng này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Chắc là anh vẫn chưa tự tin về cái điều đấy anh làm tốt. Nhưng mà đối với em thì em thấy được điều đó rất là tốt. Và em nghĩ là tương lai khi mà mọi thứ tốt hơn thì anh sẽ còn chăm sóc cho cái gia đình thì tốt hơn nữa. Quá tuyệt vời. Tới cặp đôi sóng gió rồi đây. Ít nhất chúng được câu để về nhà khoe với gia đình chứ trời ơi trời. Cho câu đi. Thật ra câu hỏi mà phải nói là quá khó với em luôn. Cũng nhiều lần em hỏi bạn ấy là ủa tại sao em lại yêu anh vậy. Thì bạn ấy em bảo là nếu như mà em có lý do thì em đã không yêu anh rồi. Tại vì em yêu anh nhưng mà không cần lý do rồi luôn. Ai chà, mà anh hai căng quá. Căng quá ha. Chẳng lẽ trả lời hết không đúng được câu nào ta. Anh Thịnh gợi ý đi. Đây là một cái thái độ trong lúc giao tiếp. Một cái thái độ thể hiện một cái người đàn ông trưởng thành. Ngoan ngoãn. Như nuôi con vậy. Cái người ngoan ngoãn thì như thế nào? Mẹ dạy là phải biết. Ngoan ngoãn thường thường là sao? Phải như thế nào? Nghe lời ạ. Rồi gì nữa? Trước khi nghe lời thì phải sao? Biết lắng nghe. Rồi, đây. Cười đi chứ tôi vui xíu. Dạ, chốt ạ. Chốt, mời. 2, 3, 3, 3. Yeah. Trời ơi. Bạn trai tôi nè. Đáp án này em nghĩ là chắc là rất là hợp lý rồi ạ. Và chúc mừng các bạn với đáp án trùng khớp này. Các bạn đã mang về cho mình 10 điểm. Kết thúc vòng 2 thì số điểm của hai đội đang ngang bằng nhau. Đó là 10 điểm. Và trước khi đến với vòng 3 thì xin mời khán giả giải lao. Trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vậy hãy ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Chúng ta hiểu nhau bao nhiêu, sẽ phải đi qua bao điều. Vậy hãy ta là một mảnh ghép không tách rời, tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại vòng 3 của chương trình Tâm đầu ý hợp. Vậy hãy ta là một mảnh ghép không tách rời. Ở vòng 3 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi dưới dạng liệt kê. Một câu hỏi là 3 đáp án. Mỗi đáp án trùng khớp là 5 điểm và tối đa là 45 điểm. Mỗi câu hỏi sẽ có 15 giây để trả lời. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Mời anh Thịnh. Câu hỏi số 1 như sau. Kể tên 3 món khi ăn phải nhai mà không nuốt. 15 giây bắt đầu. Gì ta? Nhai mà không nuốt. Nhai mà không nuốt. Là gì chơi? Thấy suy nghĩ của tuổi trẻ chưa? Cái gì nhai mà không nuốt ta? 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta sẽ so đáp án của Luna và Lê Đức trước ha. Mời các bạn. Ở bên này có lụ nha. Dạ, cái lụ lên nhai nha, cái hạt nhã.
À, không nuốt hả ta? Dạ không, nhiều quá, nhả cái hạt rồi. Dạ. Bên đây thì không có lụ ha. Bên này có món khủng khiếp lắm. À. Sầu riêng. Sầu riêng mà mở ngoặt ra chữ vỏ đó. Là sao em giải thích sao? Cái món này mà nhai mà không nuốt là sao em? Ai mà ăn cái vỏ không, sầu riêng? Không, thật ra thì em ghi chữ vỏ là bởi vì khi em xác nhận ra là em đã sai. Em cố gắng sửa lại bằng cách là em lấu giếm để ghi thêm chữ vỏ vào nữa. À, biết sai rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Em bị lác ấy. Theo em món gì Luna thích nhai mà không nuốt? Em rất là ngượng khi mà phải trả lời câu đầu tiên đấy là em. Rồi, rồi câu thứ hai. Kẹo cao su hợp lý. Có kẹo cao su. Mía. Có mía. Quá trùng khớp. Và với câu hỏi này các bạn trùng khớp, hai đáp án mang về 10 điểm. Mời Sammy Đào và Phong Cận. Đầu tiên, trầu cao. Không có. Trầu cao đúng nha, có nhai mà không nuốt. Tiếp theo là kẹo cao su. Có kẹo cao su. Có kẹo su. Rồi cái tiếp theo là mía. Không có mía mà đây ta ghi ống hút. Nhai cái đầu ống hút xong rồi nhả ra. Hợp lý luôn. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Bây giờ em mới biết bạn gái em có sở thích là ăn ống hút. Không. Và một cái thứ ba, Sammy đã không nghĩ ra nên Sammy ghi chữ là chịu. Làm em tưởng có một món là món chịu. Và với câu hỏi này các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Câu hỏi số 2. Ba thứ khiến bạn trai muốn sở hữu cả đời. 15 giây bắt đầu. Có thể nhà, cửa, xe, cộ mình muốn sở hữu nó cũng được. Em lẹ lắm á, anh xong chưa? 3, 2, 1 hết giờ. Chúng ta sẽ đến với đáp án của Sammy Đào và Phong Cận. Mời Phong Cận và Sammy Đào. Ba thứ khiến bạn trai muốn sở hữu cả đời. Sammy Đào ghi là em. Là em. Sammy Đào. Sammy Đào. Tiếp theo đó là máy chơi điện tử. Không có rồi à. Cái đó trẻ con quá, người ta thích siêu xe. Thích siêu xe. Thứ ba là cái gương. Cái gương soi mặt. Ủa? Kiểu em thấy ổng lúc nào cũng soi gương, em nghĩ là thứ mà đi suốt rồi là cái gương, sẽ đem cái gương theo đi đâu cũng sẽ đem luôn. Muốn bên cạnh mình. Sam ơi, sao không nhớ là chúng ta từng ước mơ chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mua một chiếc siêu xe và tặng cho nhau một viên kim cương để cầu hôn hả? Sao không nhớ? Trời ơi. Buồn quá. Rất là tiếc, với câu hỏi này các bạn trùng khớp một đáp án mang về 5 điểm. Mời Luna và Lê Đức. Một cái thứ mà Đức muốn sở hữu cả đời đó là Trịnh Thị Hằng. Luna trùng khớp. Yeah. Thứ thứ hai đó là gia đình. Lợn. Hả? Sao gia đình chứ lợn là sao? Lợn là sao em? Lợn là con mèo mà em. À đúng. À, không trùng khớp. Cái thứ ba đó là sức khỏe. Bên này là xe. Xe gì? Dạ anh muốn xe ô tô ạ. Kiểu siêu xe giống như bên kia. Thật ra là những cái này mới hợp lý nè, gia đình và sức khỏe. Dạ. Cao cả quá. Cao cả, đàn nhân, ông mà. Nhân văn quá. Đúng rồi. Và với câu hỏi này thì các bạn cũng trùng khớp. Một đáp án mang về 5 điểm. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Xin mời anh Trịnh. Câu số 3 như sau. Kể 3 việc mà hai bạn thích làm cùng nhau vào ngày Chủ nhật. 15 giây bắt đầu. Ba việc thích làm cùng nhau. Ví dụ như là nấu ăn. Ví dụ như là đi coi phim. Ví dụ như là đi bơi. Một hết giờ. Mời đáp án của Luna và Lê Đức. Lê Đức. Ba chuyện mà cả hai đều thích làm vào ngày Chủ nhật đó là từ thiện. Có từ thiện. Wow. Cái thứ hai đó là dọn nhà. Có dọn nhà. Dữ vậy. Cái thứ ba đó là ngủ. Ngủ và dọn nhà, bạn ấy ghi chung một đáp án cho nên là mình chỉ tính một điểm. Còn lại cái còn lại. Đi chơi cùng nhau. Đi chơi cùng nhau.
Rồi, và với câu hỏi này các bạn trùng khớp cho đáp án mang về 10 điểm. Sammy Đào, Phong Cần cùng nhau ăn. Có xem phim. Nằm cùng nhau xem điện thoại. Làm việc. Có làm việc. Và với câu hỏi này các bạn trùng khớp 3 đáp án mang về 15 điểm. Đó rồi. Điểm số vòng 3 này cả hai đội đều ngang bằng nhau, đó là 25 điểm. Nhưng đây chỉ là điểm số vòng 3 và bây giờ sẽ là điểm số của cả hai đội sau 3 vòng. Sau 3 vòng thì điểm số của hai đội như sau. Sammy Đào và Phong Cận là 45 điểm. Và đội cao điểm nhất ngày hôm nay đó là cặp đôi Lê Đức, Luna với số điểm là 50. Và xin chúc mừng Lê Đức và Luna, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 8 triệu đồng. Còn Sammy Đào và Phong Cận, các bạn sẽ nhận được số tiền thưởng từ chương trình là 5 triệu đồng. Giờ hai MC rất là hồi hộp, muốn nghe các cặp đôi nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những cái lời tâm tình gì đó sau khi đã tham gia chương trình này. Mời Lê Đức. Rất là vui bởi vì nhờ có em thì anh mới có thể được đứng đây để nói với mọi người là em là người yêu anh. Cảm ơn anh vì vẫn luôn bên cạnh và thấu hiểu em. Ủa trẻ vậy đó, đâu anh làm cái yes giống nãy con. Mời các bạn. Lần này cho phép anh được ngoại lệ nói công khai gọi em bằng em. Dạ. Từ đó giờ gọi bằng tên, ở trên mạng xã hội là gọi bằng tên không ạ? Thật sự là anh rất hạnh phúc khi mà có một người bạn gái như em. Và anh hy vọng rằng là sẽ không dừng lại ở hai chữ bạn gái mà sẽ là vợ. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp được em. Mặc dù anh biết nghe rất là sến nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Cháu nó trưởng thành rồi ông ơi. Rồi có nói gì với cháu đâu. Tôi cũng rất yêu ông Phong Cần. Tôi yêu ông. Đó, em ngại lắm, em không nói đâu. Không, nói em luôn. Người ta kêu mình bằng em rồi. Em yêu đúng anh rồi đó. Cái gì vậy ta? Là hai ba nè. Nắm tay nhau. Nói đi. Nói đi nè, nói bắn đi nè. Em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh. Trời ơi, cưng hết sức rồi, quá dễ thương luôn. Vâng ạ, ngày hôm nay thì xin được cảm ơn hai cặp đôi trẻ trung năng động, rất là dễ thương, đã mang đến một màu sắc tươi mới cho chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 21:10 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đồng Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ phải đi qua bao điều để giờ đây còn lại chúng ta một tình yêu. We made a good team. Ở đây đâu phải đi tìm. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Tụi em cưới nhau thì được 3 năm, còn từ lúc quen tới lúc cưới là 10 ngày. Tới cái ngày mà em ngồi trên xe qua rước dâu về quê em còn nắm tay bà em hỏi là ủa em, vậy là mình cưới rồi đó hả?